Ngày 7 tháng 9, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO, Audrey Azoulay, đến thăm quần thể di tích cố đô Huế. Bà Audrey Azoulay đã thưởng thức tiết mục trống và tái hiện lễ đổi gác triều Nguyễn tại Lầu Ngũ Phụng trước khi tiến vào bên trong tham quan một số di tích thuộc Hoàng cung Huế. Tổng Giám đốc UNESCO cũng đến thăm di tích Cung An Định và thưởng thức chương trình nghệ thuật ở Nhà hát Duyệt Thị Đường. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, địa phương có 7 di sản đã được UNESCO vinh danh, trong đó quần thể di tích cố đô Huế là di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào năm 1993. Nhã nhạc, âm nhạc cung đình Việt Nam là di sản phi vật thể năm 2003. Mộc bản Triều Nguyễn là di sản tư liệu năm 2009. Châu bản Triều Nguyễn là di sản tư liệu năm 2014. Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là di sản tư liệu năm 2016 và hai di sản chung với các địa phương khác là nghệ thuật bài chòi Trung Bộ và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, với sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả về kỹ thuật, tài chính cũng như vận động quốc tế tài trợ cho di tích Huế từ UNESCO thời gian qua, công cuộc bảo tồn di tích cố đô Huế được triển khai và đạt kết quả to lớn. Di sản văn hóa Huế vượt qua giai đoạn cứu nguy khẩn cấp và đang từng bước được hồi sinh diện mạo ban đầu của một cố đô lịch sử. Hiện công cuộc bảo tồn di tích Huế được UNESCO đánh giá đang chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững. Tổng Giám đốc UNESCO bày tỏ vui mừng khi lần đầu đến Huế và thăm quần thể di tích cố đô Huế, đồng thời đánh giá cao nỗ lực mà Thừa Thiên Huế đã và đang cố gắng tôn tạo, gìn giữ giá trị di sản, đồng thời nhấn mạnh UNESCO tiếp tục đồng hành với Thừa Thiên Huế để bảo tồn và phát huy giá trị di sản.